Xin kính chào toàn thể quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi sáng ngày 8 tháng 2 năm 2022 dương lịch. Thì buổi sáng ngày hôm nay Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc xin gửi toàn thể quý vị một cái clip về cái sản phẩm đàn nguyệt quý vị nhé. Đây là những cái sản phẩm nhạc cụ dân tộc. Đó. Trước mắt quý vị đây là cây đàn nguyệt gỗ muồng. Đấy quý vị nhìn vân gỗ muồng này. Đấy, vân gỗ rất là đẹp luôn. Đấy. Gỗ rất là chắc chắn nhé, gỗ chống mối mọt. Khảm chai rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Thì cái cây đàn gỗ muồng này Trung tâm Vĩnh Phúc đang bán với giá là 1.200.000 một cây. 1.200.000 một cây thì đi theo cây đàn tặng thêm cho quý vị là một bộ tùy phụ hai móng gảy. Nếu ngoài ra quý vị muốn lấy cái gì tính tiền thêm. Ngày hôm nay thì cái cây đàn này chốt cho một vị khách, đó là bác Trần Văn Kiến ở Tiến Thịnh Mê Ninh Hà Nội quý vị nhé. Để cái cây này thì em sẽ đóng gói bao bọc và em sẽ tìm bên chỗ shipper, tức là shipper giao hàng trực tiếp ấy, chứ không phải là bên công ty chuyển phát đó, bởi vì từ Mê Ninh Hà Nội về đến chỗ em thì cũng chỉ khoảng 15 đến 20 cây thôi. Nên là nếu mà có bạn nào mà ship và nhận đi giao được trong ngày cho bác ấy thì em sẽ liên hệ. Đó. Thế còn trường hợp mà từ giờ đến cuối ngày mà không tìm được ship nào nhận thì em sẽ đóng thêm kỹ hơn và em gửi bên chuyển phát. Thì gửi bên chuyển phát thì khoảng tầm hôm nay gửi thì ngày mai bác ấy cũng nhận được thôi. Đấy. Thì em muốn là lép để gửi lên luôn thì mình tìm được người ship luôn trong ngày thì bác ấy đến chiều là bác ấy nhận được luôn, thì bác ấy có cây đàn xài luôn. Nếu bác mua cây này mới với giá là 1.200.000 được tặng một bộ dây phụ và hai móng gảy. Đó. Đây, một bộ dây phụ và hai móng gảy này. Đó, thì bác ấy lấy thêm là mic dán vào đàn này thì giá là 150.000 một cái mic thu như này nhé, mic thu tín hiệu ra loa. Đây. Đấy, nó sẽ là mic cúc áo, chúng ta sẽ dán vào đây. Sau đó có một cái ổ kết nối ra loa, nó là ổ 6 ly nhé. Đấy, thì chúng ta phải dùng cái dây hai đầu 6 ly như này. Một đầu cắm vào đây, một đầu còn lại chúng ta cắm vào loa. Thì em đang test cho quý vị bằng con loa Roland, loa chơi đa năng các thể loại nhạc cụ. Đấy. Còn đây. Đấy, đây là chất âm mộc là chưa ra loa. Thì bây giờ chúng ta gắn ra loa này. Đây. Đúng không ạ? Ta gắn ra loa này. Đấy, nó kêu to, khuếch đại âm thanh lên rất là to đúng không ạ? Chúng ta có thể mang đi làm được. Đấy. Đây là chi tiết cây đàn của em, giá là 1.200.000 gỗ muồng. Đấy. Em còn cái phân khúc là gỗ thường là giá là 800.000 quý vị nhé. Gỗ thường rẻ tiền nhất là 800.000. Đấy, thì em cũng làm rất là nhiều clip của năm 2021 rồi, thì sang năm 2022 này thì đầu xuân thì em cũng báo cho quý vị cái giá gỗ muồng này. Đó, giá là 1.200.000, đàn rất là đẹp nhé, được khảm chai chi tiết. Đó, sơn si rất là ok. Đấy. Đó là phân khúc trên của cái hàng gỗ rẻ tiền rồi. Đấy, phân khúc thứ hai là 1.200.000. Thì bác ấy lấy thêm một chiếc bao đựng đàn như này. Một chiếc bao đựng đàn như này là 150.000, bao da ba lớp rất là đẹp, rất là chắc chắn quý vị nhé. Dây tín hiệu 5m hay đầu 6 ni như này thì em cũng đang bán là 150.000. Tổng tiền hàng của bác ấy là 1.650.000 tiền hàng, chưa tính cước phí vận chuyển quý vị nhé. Cước phí thì chắc là khoảng dao động 100.000 đến 150.000 là nhiều thôi. Đấy, thì ở đây em về một nô gần chục cây gỗ muồng. Đây, toàn bộ gỗ muồng nhé, em vẫn đang bao bọc ở trong này rất là nhiều quý vị ạ. Các bác quan tâm sản phẩm ở bên em thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982. Em nhắc lại số điện thoại của em là 0989634982. Các bác gọi cho em trong khung giờ làm việc từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối, em sẽ nghe máy. Còn ngoài giờ làm việc các bác vui lòng là gọi nhắn tin qua số điện thoại cho em nhé. Hoặc là các bác gọi cho em mà không thấy em nghe máy thì có thể là lúc đó em đang bận công việc, em đang làm nip, hoặc là em đang đóng hàng hay là đang tiếp khách, thì các bác gọi một hai cuộc không thấy em nghe máy, các bác nhắn tin qua số điện thoại cho em. Đó, số điện thoại 0989634982. Cái số này của em có đăng ký Zalo nhưng mà hiện nay thì khách hàng kết nối rất là nhiều nên là Zalo nó đang bị đầy. Các bác có thể tìm không thấy thì các bác cứ nhắn tin qua số điện thoại cho em nhé. Đây, em sẽ quay sơ cho các bác một chút về những mẫu đàn ở bên em. Đó, hàng hóa nó hơi nhiều. Đây là cái hàng rẻ tiền này, có 800.000 một cây thôi. 800.000 nhá, 800.000 thì tặng một bộ dây phụ và hai móng gảy. Ngoài ra là chưa có gì cả, quý vị muốn lấy cái gì tính tiền thêm. Hoặc là phân khúc mà đắt trên gỗ muồng. Đây là gỗ 800.000 là gỗ thường nhá. Đấy, thì nào 800.000, gỗ muồng thì 1.200.000, xong đến gỗ hương. Gỗ hương thì 1.500.000. Đấy, trên gỗ hương thì nó đến cái gỗ cẩm. Đó, gỗ cẩm thì nó khoảng 2.000.000-2.500.000 một cây. Sau đó đến gỗ mun. Gỗ mun thì nó khoảng tầm 3.000.000 một cây, xong đó đến gỗ chắc. Gỗ chắc là loại đắt tiền nhất, rơi khoảng tầm 3.500.000
đến 4 triệu một cây quý vị nhá. Đấy, đàn tranh thì em cũng có rất là nhiều này, đàn tranh cũng rất là nhiều, đàn tranh từ 17 giây, 19 giây và 21 giây. Rất là nhiều mẫu đàn tranh quý vị nhá. Đàn bầu cũng có rất là nhiều quý vị ạ. Quý vị quan tâm sản phẩm ở bên em thì cứ gọi trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0989634982 quý vị ạ. Đấy, thì bây giờ em test nhanh cái cây đàn này một chút, sau đó em sẽ đến công đoạn là bao bọc đóng gói để mà gửi cho khách hàng. Thì giới thiệu với quý vị, đây là con loa Roland. Con loa này thì nó cũng rất là ok so với tầm tiền. Nó là bát 25, một bát 25 nhưng mà thùng nó đóng rất là nhỏ gọn. Đấy, có volume này, chép bát, có revert, đấy, master volume đó, và có cổng headphone ở đây. Nó là hàng made in Japan, chạy điện 100V. Thì về tới trung tâm Mỹ Phúc là đã lắp đổi nguồn 220 rồi. Đây, đấy, AC 100V nhé quý vị nhé. Nhìn kỹ cho em ạ. Đấy, 23W. Đấy, GA15 này, con này thì em đã lắp đổi nguồn 220 vào đây rồi. Quý vị sẵn dùng, sẵn chạy thôi. Đây, loa của nó rất là chất luôn. Đấy, loa nó nằm khu bên trong này. Đấy, quý vị nhìn kỹ không ạ? Chôn loa này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, hàng cực kỳ chất luôn. Hàng cực kỳ chất luôn ạ. Đấy, cái con loa này thì đầu xuân năm mới thì em đang xả cho quý vị với giá là cực kỳ yêu thương luôn nhé. Đấy, xả cho quý vị với giá là 2 triệu 8 đi. 2 triệu 8 thôi, xả 2 triệu rưỡi cho quý vị nhé. 2 triệu rưỡi. Đấy, nên nọc đầu xuân, xả 2 triệu rưỡi. Bác nào mà thích con loa này thì liên hệ với em từ số điện thoại là 0989634982. Chơi đa năng các loại nhạc cụ luôn nhé. Đấy, đàn nguyệt, đàn bầu này, cò nhị đều chơi vào đây ok được hết. Guitar thùng, guitar điện đều chơi ok hết nhé. Trừ là guitar bass và drum mà chúng ta không chơi được thôi quý vị ạ. Đấy, guitar bass, drum chơi vào nó sẽ hỏng mất loa. Còn đây, ở đây thì em cũng còn rất là nhiều mẫu loa nữa. Dao động là rẻ nhất được từ 800.000 cho tới 1 triệu, 1 triệu 2 cho đến vài triệu một con. Các bác quan tâm sản phẩm ở này thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982 quý vị nhé. Đây, thì em sẽ để volume. Mà volume thì em để khoảng 15% thôi. Còn volume tổng thì em để 50%. Tất cả những núm này để 50% hết quý vị nhé. Test thử này. Đó, rất ok, cái rất là to đúng không ạ? Nếu như ta ấn. Đấy. Ta tì hẳn cái này vào thì nó sẽ kêu to hơn. Rồi. Em xếp ra đây xong rồi để em test sơ qua một chút, sau đó là em sẽ đến công đoạn là bao bọc và đóng gói để em gửi hàng cho khách hàng cho kịp giờ phát hàng trong ngày hôm nay, xem là có nhân viên ship nào nhận được không nhá. Nếu mà nhân viên ship không nhận thì em còn để cho đi đường chuyển phát cho nó nhanh. Đấy. Dàn loa kêu rất là to. Mình để hơi gần loa các bạn. Nếu chúng ta muốn to nhá thì chúng ta để loa xa ra một chút. Đây, để loa, hoặc là cho loa quay mặt về bên kia đi. Đấy, cho to đi, thoải mái luôn. Đúng không? Đấy.
À, cái này nó còn có cái máy đo dây nữa. Nếu mà các bác mà lấy máy đo dây thì khoảng 150.000 một cái máy đo dây. Đó là cái máy đo để chúng ta lên dây đấy. Bộ giấy phụ hai móng gẩy đúc trong phong bì này. Đấy, bao rất là đẹp luôn nhé, bao cực kỳ đẹp luôn ạ. Nền hình rất là đẹp luôn. Cái chân để đàn như thế này là giá là 150.000 các bác nhé, 150.000 cái chân để đàn như thế này. À, còn cái loại mà chân nhôm mà nó gấp được cái khỉu này mà gấp được khỉu này đó, cái chân đấy thì nó sẽ đắt tiền hơn rất là nhiều các bác nhé. Đó là gấp thành hình chữ Y luôn, còn đây là hình hình chữ L.
thêm nước sốt này rất là kỹ cho các nhé. Đấy, còn nếu mà gửi chuyển phát này em phải đóng thêm thêm nẹp sắt nữa, hoặc là đóng thêm nắp bìa bên ngoài.
Như vậy là tuần này quý vị đã vừa theo dõi clip mà chúng tôi hút và test và đóng gói cây đàn nguyệt gửi cho khách hàng ở Tiến Thị Mê Linh, Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã tin yêu và ủng hộ trung tâm nhạc cụ Vĩnh Phúc. Kính chúc cho quý vị có những ngày làm việc thật vui vẻ, hạnh phúc về hình thân yêu của mình. Xin chào, tạm biệt.